Vừa qua, Ban Thường vụ Thị đoàn A5 kết hợp cùng Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Mỹ Quế 1 và Tiểu học Mỹ Bình 1 tổ chức chương trình chia sẻ cùng em thơ, chung tay vượt qua khó khăn dịch Covid-19. Dịp này, Ban Thường vụ Thị đoàn kết hợp cùng Ban Giám hiệu hai trường trao tặng 100 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn xã Mỹ Quế và xã Mỹ Bình. Mỗi phần quà trị giá 150.000 đồng, gồm 10 kg gạo và 10 quyển tập. Do tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, việc hỗ trợ quà cho học sinh nghèo được phát lần lượt theo thứ tự. Học sinh đến nhận quà đều mang khẩu trang và sát khuẩn tay, đảm bảo công tác phòng chống dịch. Đây là hoạt động mang nhiều ý nghĩa đối với học sinh nghèo trong tình hình dịch bệnh. Qua đó kịp thời giúp đỡ cho các em học sinh nghèo cũng như gia đình có thêm động lực để vượt qua những khó khăn trước mắt trong mùa dịch, giúp các gia đình giảm bớt chi phí mua sắm đồ dùng học tập, tạo điều kiện cho các em an tâm bước vào năm học mới.